biết thành bao nữa mà. Lẹ đi, động đi. Động bảo. Mà đừng giục quá, bỏ vô luôn, quá bỏ giục quá, sao quá đừng quá. Tới đâu? Tới chết rồi đâu. Mày, vậy thì ông đừng có bắt. Thằng đi qua đây làm gì? Mày qua đây này, có Út đứng ở giữa. Đứng ở đây nè, bên đây nè Phú. Rồi qua bãi đi. Mày đâu kịp bên bãi làm cho phụ bãi hả? Đây không có. Không có Út nè. Đây nè, chạy này. Tôi chờ hiện này. Rồi đây cục đó. Ừ, quay sao kìa, quay sao đâu? Nó loạn lại. Kìa, cái lúc cây ra ngoài luôn đi. Cái này lại. Bắt lại đi, đừng ẩn lại, tới đây ẩn lại. Cứu lại đó. Từ đi, từ đi. Đừng có bôi đất ra nữa. Mày bươi đứng dậy, cái nghe đứng dậy cái phút bươi chỗ này ra làm tao cái phút. Được không? Ừ. Thôi nhà nãy giờ thấy được. Con kia lòn lại rồi. Thôi, đấy. Động đất lên đó. Có đó, động đất lên đó. Cái cây ra không đẩn thôi, kẻ cây nè. Lấy cái cây hết đi. Cái nào dài hơn sao lấy hết. Ok. Người ta quay phim mà mày vô đây nè coi. Cũng khai, cũng khai. Vô đây nè coi. Kêu chị ba dám vô. Đó, bây giờ bắt đầu rồi đó con. Vô giữa nè, đứng giữa nè. Nhìn cho thấy cho nó rõ nha. Lo chân mày phút trở lại kìa. Lấy nhà múc cái bao nữa coi đấy. Quỳnh Hương, Quỳnh Hương cái gì? Bánh ra nè. Lấy cái bao. Ra để cái. Chưa. Trời quá. Em qua xuống nha. Nè ba cầm bao cho nó đi con. Con cuộc đó. Bánh ra. Lấy gõ dừa banh đậy ra, ra cho nó xa ra coi. Bò ngang ra nó không có thấy. Nè nè nè. Cái vừa cạo cái coi, cạo trống chỗ. Người qua, ông qua ngồi mấy này nè, đúng rồi, ngồi nè, để bố ngồi bạn. Ngồi đó đó. Ừ. Tính trốn rồi. Để cho bên 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 bắt đi. Có chỗ dừa đó cào đẩy ra cái phút, cào đất đẩy xuống dưới cái chỗ dừa đó cào đây đứng dậy cái. Nó là con mập. Đừng đụng. Mồi tới đó coi đây. Rồi đừng có đẩy cục đá, cục đá chạy nè. Rồi lấy bước ra đây. Lấm đất ra dục đất nhanh ra liền. Bỏ ra nha. Người đứng góc mình cho nó ra. Ra như chụp đầu hết. Dục cái cây đó ra. Như đó thì sao thế? Ra được. Đợi lâu. Đó đây bạn. Mình quay vô đó đó bạn. Ơi. Ôi ôi, từ từ đấy. Thằng chó này nó bắt nha. Có chuyện nó chạy ra. Ơi. Rồi lo ông sổ của ráo rồi quá trời rồi. Ê, nữa. Từ từ đừng quấn vô cây. Ông ơi, sao ông? Mấy người bạn này nó coi đi, góc ra nó coi đi. Mày nó đái rồi. Rồi, hết rồi, từ từ, hết rồi. Không ai coi nó có ra được. Nó kìa kìa, ba cái chân ba kìa. Kệ nó ở đây thì nó còn ở đây, sợ nó ra quần kia kìa. Dám hả ra? Rồi, xong hết. Hết rồi, còn lại. Dạ lên. Tao thấy được có đóng người sao tuôn thì được. Tuôn đâu. Tuôn trong cái góc này kìa Phúc. Được không? Phúc ơi coi. Thịt bao người ăn. Đây nó có liền. Để. Đây. Nè. Đi cái này.
Đấy, cô đóng cửa vội đi chứ sao. Theo chân anh bắt lắm. Mời quý vị vào xem anh đi bắt lắm. Anh đang nhìn thấy một. Thôi cũng con bò chân này kìa. Em vào đây. Có con chân kìa. Chân con. Ở trên đầu ấy. Không con. Đây là xác phần, mọi người nhìn nhé. Xác phần phần. Xác lắm rất nhiều. Anh đang đi sạch cỏ. Anh cầm nó rất to. Đây đây đây, con này con bé. Rất to. Khỏe không? Thôi, bắt làm gì thì là. Cái thấp hẳn thấp mua ngoài nó không nhỏ. Đấy nghe từ lúc nãy chưa quay vẫn để. Đến luôn nha. Anh tí bỏ ra đi chứ. Ba. Ô, trời to. Có bầu quá chứ. Bụng. Đó giờ chuẩn bị sang hầm cho nó đẻ nè. 5. Ơ gì nè. Tí điểm thả ra đi không được. Con mẹ không biết đẻ hết rồi đó. Đó mà. Con mẹ nó bụng quá trời. Có bụng. Mẹ quá. Mẹ còn đẻ dữ đẻ. Hai đứa đợt này đã đẻ. Nhìn con kia nó dẹp người đó nghe nó cắn đó. Ờ con đó. Con nào mới bụng út nút rồi. 5. À.
Này cái chân con nè. Con này đã có được. Con trong nó bự, con bự nó còn nằm đó. Ginh 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 cái bó trà lên. Bố mẹ nè. Đẹp. Để anh coi. Bây giờ anh quay bụng lại coi. Trời ơi. Tròn luôn ha. Con này đẻ 20 con luôn á. Nè, vợ bố chà lên trước đi, vợ bố chà lên trước nè. Đó, thấy chưa đó, bố mẹ không đó. Đây con này mang bầu hết rồi nè. Giờ là đang bắt đầu đang mùa đẻ đó. Đổ cho nó coi. Ok. Hả? Đổ luôn. Muốn. Đổ này ra hả? Đây bữa nay mình chuyển cái số gắn chuẩn bị đẻ qua cái hồ đẻ. Đẩy nó đi. Rồi, rồi lên đây bắt dài lên. Để lại đi lên đây bắt dài lên. Đó. Nó dở cái bèo lên. Rồi ở đây là chỉ mấy cục bèo này còn nè. Rồi nó bò lại. Con bò bên này mấy to đùng á. Ôi. Đúng là gắn nái, con nào nó quá to. Chứ 2 kg. Mọi người có muốn liên lạc gì thì gọi theo số điện thoại ở dưới đó, trực tiếp được tư vấn nuôi. Đây là nuôi để chú Văn thôi. Dở bó trà này ra, dở bó trà ra trước hả? Thôi được họ bắt. Đây có gắn con nè. Nè này gắn con đẻ rồi nè. Nè dở dở nha. Đây từ từ đó, gắn con đó. Đây con gắn con đẻ ra nè. Đó có đẻ lại gai đó. Bắt con đi. Nó bỏ vô cái thao đi. Lấy cái lục bình bỏ vô cái thao chứ. Cái mèo bỏ vô cái thao đó. Kìa kìa thì nó có con nữa kìa. Đẻ rồi cái này hết rồi đó. Nó đây. Nó dòm ở góc này không nè. Rồi bỏ đại vô luôn, bỏ nguyên đừng bò kìa. Con này là giống bố mẹ nằm nè. Dịch bố mẹ ra.
đó đó đây dưới con gắn con với bố mẹ nó đó nó bên đây con nè dỡ gắn mẹ này lên nè đó bắt bắt gắn mẹ trước đi bắt bắt gắn mẹ lên cái này bắt bỏ ra đẻ trong thao luôn đó, đang bầu hết nhám này là được 2 năm tuổi hết rồi đẻ lứa này lứa thứ hai hơn 2 năm tuổi chứ con nó đực hết rồi ừ, nó đực